Xin chào các em học sinh lớp 2, rất vui khi được gặp lại các em trong giờ tiếng Việt. Các em thân mến, hôm nay các em hãy cùng cô đi chữa đề kiểm tra tiếng Việt lớp 2, học kỳ 1 của bộ sách Cánh Diều các em nhé. Đề kiểm tra hôm nay chúng ta chữa đó là đề kiểm tra cuối kỳ số 8. Phần 1, kiểm tra đọc. Bài 1, đọc thành tiếng. Ở bài này, các em hãy đọc bài Sự tích cây vú sữa, trang 123, sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, tập 1, bộ sách Cánh Diều. Các em lưu ý, đây là một bài đọc thành tiếng, vì vậy khi đọc bài, các em hãy đọc thật to, rõ ràng, mạch lạc để được điểm cao. Sau khi đã đọc xong bài Sự tích cây vú sữa, các em hãy trả lời câu hỏi: những hình ảnh nào của cây vú sữa gợi cho cậu bé nhớ đến mẹ? Với câu hỏi này, cô sẽ đưa ra một số gợi ý như sau. Những hình ảnh của cây vú sữa gợi cho cậu bé nhớ đến mẹ là dòng sữa trắng từ quả trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ. Lá cây một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ ai. Cây xòa cành ôm cậu như tay mẹ âu yếm, vỗ về. Vừa rồi là những gợi ý của cô về câu hỏi. Cô hy vọng là với những gợi ý này thì các em có thể trả lời được câu hỏi và đạt được điểm cao trong phần đọc thành tiếng. Phần 2 là đọc hiểu. Ở phần này, các em hãy cùng cô đọc bài thơ Cha, sau đó trả lời các câu hỏi ở phía dưới. Cha, bao nhiêu năm tháng đã qua, thuở con còn nhỏ tiếng cha đầu đời. Yêu thương chưa nói một lời, cha là tất cả mặt trời của con. Dẫu xa quê trái tim còn, lời cha đọng lại bên con bao ngày. Cuộc đời những tháng năm dày, sao con quên được những ngày bên cha. Nỗi lòng một kẻ xa quê, đêm khuya trở giấc nghĩ về cha tôi. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đọc xong bài thơ Cha. Bây giờ các em hãy cùng cô đi trả lời các câu hỏi ở phía dưới. Câu 1. Tác giả sáng tác bài thơ trong thời gian nào? A. Trong một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. B. Trong đêm khuya, tác giả trằn trọc không ngủ được. C. Sau một ngày làm việc vất vả. Và D. Trong một buổi chiều mưa buồn. À, với câu hỏi này thì chúng ta có thể thấy ngay ở câu cuối cùng của bài thơ, tác giả đã nói rằng đêm khuya trở giấc nghĩ về cha tôi. Như vậy là trong một đêm khuya, tác giả trằn trọc không ngủ được và đã nghĩ về cha mình, sau đó sáng tác bài thơ này. Vậy thì đáp án chính xác của câu hỏi thứ nhất đó là đáp án B. Trong đêm khuya, tác giả trằn trọc không ngủ được. Các em hãy khoanh vào đáp án B. Câu 2. Tình cảm người con dành cho cha thể hiện qua dòng thơ nào? Thuở con còn nhỏ, tiếng cha đầu đời. Cha là tất cả mặt trời của con. B. Lời cha đọng lại bên con bao ngày. C. Sao con quên được những ngày bên cha, đêm khuya trở giấc nghĩ về cha tôi. Và D. Tất cả các đáp án trên. Ở ý A, chúng ta có thể thấy thuở con còn nhỏ tiếng cha đầu đời, cha là tất cả mặt trời của con, thể hiện tình cảm của người con dành cho cha. Ý B, lời cha đọng lại bên con bao ngày. Và ý C, sao con quên được những ngày bên cha, đêm khuya trở giấc nghĩ về cha tôi. Đều là những câu thơ thể hiện tình cảm của người con dành cho cha. Vậy thì đáp án chính xác của câu hỏi số 2 đó là đáp án D, tất cả các đáp án trên. Các em hãy khoanh vào đáp án D. Câu 3. Theo em, câu thơ cha là tất cả mặt trời của con có ý nghĩa gì? A. Cha mang lại ấm áp, ánh sáng và luôn che chở cho con. B. Cha giống như mặt trời hiền lành, chiếu sáng cho muôn loài. C. Cha luôn là người thân duy nhất trong cuộc đời con. Và D. Con yêu cha vô bờ bến. Qua câu thơ, cha là tất cả mặt trời của con, thì với tác giả, cha chính là mặt trời, mang lại ấm áp, ánh sáng và luôn che chở cho người con. Vì vậy, đáp án chính xác của câu hỏi số 3 này đó là đáp án A. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án A. Câu 4. Em hãy viết một câu thể hiện tình cảm của em dành cho bố.
Với câu hỏi này thì cô đã viết một câu văn thể hiện tình cảm của cô dành cho bố như sau. Bố ơi, con yêu bố rất nhiều. Còn các em hãy viết lại một câu văn thể hiện tình cảm của các em dành cho bố nhé. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Câu 5. Miêu tả em bé bằng một câu thuộc kiểu ai, cái gì, con gì, thế nào. Câu kiểu ai, cái gì, con gì, thế nào được dùng để miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của người, của vật. Vậy nên với câu hỏi này thì chúng ta phải đặt một câu miêu tả em bé mà trong câu văn đó có thể thể hiện được đặc điểm của em bé. Cô có một câu văn như sau. Em bé thật đáng yêu. Chúng ta có thể thấy đặc điểm của em bé đó là đáng yêu. Vì vậy, câu em bé thật đáng yêu chính là một câu thuộc kiểu ai, thế nào. Câu hỏi số 6. Viết từ chỉ hoạt động tương ứng với hình thích hợp vào chỗ trống. Ở câu hỏi này, cô có 4 hình ảnh và nhiệm vụ của chúng ta là phải viết từ chỉ hoạt động tương ứng với 4 hình ảnh này. Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh một người đang rửa xe. Vậy thì từ chỉ hoạt động của chúng ta đó chính là từ rửa xe. Các em hãy cùng cô viết từ rửa xe. Ở bức hình thứ hai, đó chính là hình mà người bố này đang lái xe lai con đi học. Vậy thì từ chỉ hoạt động trong bức hình thứ hai đó là từ lái xe. Các em hãy cùng cô viết lại từ lái xe. Bức tranh tiếp theo, đây là bức tranh một người đang làm việc. Vậy thì từ chỉ hoạt động ở đây đó là từ làm việc. Bức tranh cuối cùng, bức tranh bố đang cõng bạn nhỏ và chơi đùa cùng bạn nhỏ. Vậy thì từ chỉ hoạt động trong bức tranh này, cô tìm được một từ đó là từ chơi đùa. Vậy là với 4 bức tranh cho trước ở câu hỏi thứ 6 thì cô đã tìm được 4 từ chỉ hoạt động tương ứng. Đó là rửa xe, lái xe, làm việc và chơi đùa. Câu hỏi số 7. Điền chữ L hoặc N thích hợp vào chỗ trống. Cô có từ đầu tiên, đây là từ lâu đài. Và với từ lâu đài thì chữ cần điền đó chính là chữ L các em ạ. Chúng ta sẽ viết là lâu đài. Từ tiếp theo đó là từ nỗi buồn. Và chữ cái cần điền đó là chữ N. Chữ N để viết được từ nỗi buồn. Từ ngữ tiếp theo đó là từ lối đi. Với từ lối đi thì chữ cái cần điền đó là chữ L. Và cuối cùng, từ nung nấu thì chữ cái chúng ta cần điền đó là chữ N. Đây chính là vị trí của các chữ L và N trong câu hỏi số 7. Lâu đài, nỗi buồn, lối đi và nung nấu. Phần 2. Kiểm tra viết. Bài 1. Chính tả nghe viết. Ở bài này, các em hãy lắng nghe cô đọc bài Mùa xuân nho nhỏ, sau đó viết lại vào vở. Mùa xuân nho nhỏ là một bài thơ, vì vậy khi viết bài, các em cũng hãy trình bày theo kiểu một bài thơ. Mùa xuân nho nhỏ, mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc, ơi con chim triền triện, hót chi mà vang trời, từng giọt long lanh rơi. Tôi đưa tay tôi hứng, mùa xuân người cầm súng, lộc dắt đầy quanh lưng. Mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương mạ. Sau khi đã viết xong bài chính tả mùa xuân nho nhỏ, thì các em hãy cùng cô đến với phần tiếp theo. Cô có đề bài như sau. Em hãy viết 4 đến 5 câu về một việc làm tốt em đã làm cho anh trai của em. Với câu hỏi này, cô sẽ có 4 câu hỏi gợi ý. Các em hãy cùng cô đi trả lời 4 câu hỏi gợi ý để được các câu văn viết về việc làm tốt mà em đã làm cho anh trai của em. Câu hỏi thứ nhất, em đã làm gì cho anh trai của em? Ở câu hỏi này, các em chỉ cần viết lại về việc mà em đã làm giúp anh trai của em, việc làm mà em đã làm cho anh trai vui chẳng hạn. Cô sẽ trả lời câu văn này như sau. Ngày mai, anh trai đi học đại học rồi, nên em đã giúp anh chuẩn bị quần áo. Câu hỏi thứ hai, em đã làm việc đó như thế nào?
Ở câu hỏi này, các em hãy viết lại chi tiết cách mà em đã làm, đã thực hiện để giúp anh trai việc đó. Cô sẽ trả lời câu hỏi này như sau. Em đã chọn những bộ quần áo thật đẹp, sau đó em gấp lại gọn gàng rồi xếp vào vali cho anh. Câu hỏi thứ 3. Thái độ của anh trai trước việc làm của em như thế nào? Với câu hỏi này thì các em hãy nêu lên những cảm xúc của anh trai khi nhìn thấy em làm việc đó. Ví dụ, với anh trai cô thì cô sẽ trả lời như sau. Anh trai của em đã rất vui vẻ và khen em ngoan, biết giúp đỡ anh. Câu hỏi cuối cùng, cảm xúc của em trước thái độ của anh như thế nào? Khi được anh trai khen thì cô cảm thấy rất là vui vì đã giúp được anh. Nhưng cô cũng cảm thấy rất buồn vì ngày mai phải xa anh rồi. Nên cô sẽ trả lời câu hỏi như sau. Em rất vui vì đã giúp được anh. Nhưng em cũng rất buồn vì ngày mai đã phải xa anh rồi. Vậy là cô đã trả lời xong các câu hỏi gợi ý cho đề bài viết 4 đến 5 câu về việc làm tốt mà em đã làm cho anh trai của em. Và với 4 câu hỏi gợi ý thì cô viết được 4 câu văn như sau. Ngày mai anh trai em lên đại học nên em đã giúp anh chuẩn bị quần áo. Em đã chọn những bộ quần áo thật đẹp, sau đó gấp gọn gàng rồi xếp vào vali cho anh. Anh đã rất vui vẻ và khen em ngoan, biết giúp đỡ anh. Khi được anh khen, em cảm thấy vừa vui lại vừa buồn. Em vui vì giúp được anh, nhưng cũng buồn vì sắp phải xa anh. Đây chính là đoạn văn của cô khi viết về việc làm tốt dành cho anh trai. Còn các em đã làm được việc gì cho anh trai của mình nhỉ? Các em hãy trả lời câu hỏi, sau đó viết lại vào vở nhé. Cô hy vọng là các em sẽ viết được một đoạn văn thật là hay. Và phần tập làm văn vừa rồi cũng đã kết thúc đề kiểm tra cuối kỳ số 8. Cô xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những đề kiểm tra tiếp theo.